hơn cái số tiền đó nhưng mà mình không công khai không? Mọi cũng người có nghĩ là được, đỡ được, đen được chứ. Nói chung là mình sẽ tự quyết định được. Mình sẽ ví dụ có gì đó nhẹ nhẹ. Có nhiều thôi, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Em là em hay bị sợ, sợ cái gì sợ là chồng phát hiện giống như Ly. Không cái sao, tháng nhẹ đó nhẹ gì vậy nè. Là bây giờ em lỡ lố tay em xài, em lố tay em mua cái này mua cái kia, em làm gì đó mà lỡ cà thẻ hơi quá. Thế xong thì lâu lâu thì ông lại cầm điện thoại em, xong rồi ông lại mở ra ông kiểm tra tiền ở trong tài khoản. Đó, biết ngay mà. Xong mà hôm nay lại còn như đây. Thì nói, à không, mà tại vì ứng cái tiền nó này kia mà cái xong rồi còn hoặc là có những cái trường hợp mà không thể giấu được nữa. Em hỏi nó, ừ thì bữa mua lỡ một cái đó này kia thì xong rồi kia, nhưng mà không sao, thì vài bữa người ta cũng trả tiền lại thì chuyển kia lại ở đó đó. Ổng là người bắt em đi mua con heo về bắt để làm ngày bao nhiêu tiền. Mình phải nghĩ là cái hướng xa hơn, lỡ ví dụ đi, em nói chứ mình có con, dù em có mẹ, dù lỡ ví dụ con cái dù hay là có chuyện gì thì mình phải có một cái khoản. Em phải có để sẵn một cái khoản là mà mình trong cái tình huống đó mình phải xử lý ngay. Chị đã từng bị anh Tùng phát hiện ra là là có quỷ. Đúng rồi, không phải là có quỹ. Thực ra em cũng chỉ có hai cái tài khoản thôi, và hai cái tài khoản đấy thì em chẳng phân chia ra là nó dùng để làm gì làm gì. Tức là mình cứ để tiền ở đấy thôi. Nhưng mà em luôn luôn nói với anh Tùng, em ví dụ nha, ví dụ nhà mà có 100 triệu đúng không, em không bao giờ nói là nhà mình còn 100 triệu. Em sẽ luôn luôn nói là mình chỉ còn 50 triệu thôi chồng. Chồng muốn mua cái gì thì hạn chế bớt lại. Tức là lúc nào mình cũng sẽ để dư ra một cái khoản để mình có thể xử lý nó trong những cái vụ việc mà mình không kiểm soát được á. Vì anh Tùng là có tiền trong người là bị khó chịu á, là phải xài bằng hết luôn. Thật sự là phụ nữ luôn luôn nên có một cái khoản. Mình dùng từ tiền riêng đi chị. Mình không có quỹ đen. Không sao, phụ nữ mình có quỹ đen đó. Nó nghe nhẹ nhàng hơn đàn ông có quỹ đen nó kỳ cấp. Tại sao nhỉ? Khi mà phụ nữ làm những người tại sao mà phụ nữ nó cũng là quỹ đen mà tại sao nó nhạy cảm hơn? Phụ nữ có tiền đen, đàn ông có quỹ đen là không được. Còn phụ nữ là người ta là có chính đáng hết. Tại vì những việc gì mà của anh cần là em đều có thể giúp. Còn nhiều lúc đàn ông cũng hên xui. Thế chứng tỏ em thấy rằng là hầu hết nha, cũng không phải 100%, nhưng mà hầu hết phụ nữ mà có một cái khoản tiền riêng thì hầu như ai cũng để cũng dành cái việc đó để cho những cái việc cần thiết. Ví dụ như là gặp một cái chuyện gì đó, chứ không phải là để là cho mua sắm những đâu. Cái cho bản thân. Khi mà người yêu nhau thì thấy là sẽ nhiều hơn. Khi mà có gia đình rồi thì chị cảm thấy là hình như là nó hơi ít cái vấn đề mà khi thể hiện tình cảm ngoài phía ngoài. Như là anh Thái nhà chị thì là gì? Chắc là do cái tuổi khác nhau quá nhiều á. Lớn hơn, anh Thái thì lớn hơn chị đã 12 tuổi. Khi mà lúc mà yêu nhau chỗ thì ôi chú giống như là lúc nào ra đường cũng có nắm tay, lúc nào cũng có ôi trời tay thơm quá cho không miếng. Còn lúc mà khi mà lấy nhau về rồi cái nhiều lúc mình ôi sao hồi xưa anh thường hay nắm tay em mà sao giờ anh ôi mệt quá bây ơi. Bây giờ là bây giờ hết tay rồi, tay hết thơm rồi. Không, tay bây giờ là xào nấu suốt ngày rồi, hết thơm rồi. Rồi là hầu như là các cặp luôn vợ chồng đều mắc phải vấn đề đó mà. Đấy, không. Có những việc thấy có cặp là không hề như vậy. Nói kêu thôi bà bớt đi cho tụi nhỏ nó làm chứ mình già rồi. Ồ, vậy là già, đây là cặp đôi già hả? Thế còn cặp đôi trẻ thì sao, cặp đôi trẻ em thế nào? Em cũng tùy lúc mà chị, tùy hứng của chồng em sao. Giống như là chồng em hay thể hiện tình cảm sai chỗ. Giống như tự nhiên đi chùa cái nắm tay luôn. Nắm tay xong rồi hung cái gì với ba đang trong chùa mà làm gì á, sao mình có gì đâu, mình là vợ chồng mình cưới nhau rồi có sao đâu. Còn tới những nơi giống như là rạp chiếu phim hay là nơi công cộng á, mạnh đứa nào đứa đi vậy đi giống như là hai bạn chung không có nắm tay không có gì hết trơn. Anh nghĩ là không có tùy trường hợp mà để mà mình thể hiện hả? Bị ngừa cặp này cũng như kiểu bị ngừa. Bị ngừa có tự nhiên chùa thể hiện, còn răng như công cộng không thể hiện sao nhỉ? Em á, ôi em thật sự luôn là nhà em là kiểu như là lúc mà mặn thì rất mặn mà lúc nhạt thì rất nhạt luôn á. Trời ơi, cái lúc mặn của nhà em cũng như một trò đùa á, tức là bình thường nhà em thể hiện tình cảm em thích nhất là nắm tay. Em chỉ thích nắm tay thôi, tức là đi ra ngoài đường mà nắm tay. Đấy, phụ nữ thường vậy, từ ngày yêu cho đến bây giờ thì vẫn nắm tay vì em chỉ thích cái hành động đó thôi.
Nhưng mà anh Tùng nhà em có một cái hành động mà em cực kỳ ghét. Đi ra ngoài đường mắc cái mớ gì mà cứ phải ôm vậy. Ôm vậy. Đi như y như hai đứa bị tật nguyền á, thề luôn á. Cứ sàn nẹ, sàn nẹ ôm. Ôm sát dần dạt luôn á. Em hiểu không? Em hiểu cảm giác đó. Bị dính đúng không? Đi đi cứ khó chịu, cứ đi đi mà phải cứ đem 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 đem. Mà kiểu mình hay kêu nó cứ cả cả cả. Mọi người hiểu không? Tức là nhà em là em cao hơn anh Tùng, cái chiều cao của em đã cao hơn rồi mà ông cứ ôm em như này, ôm sát dạt vậy nào. Ôi giời ơi. Ô, em thề luôn, đi như hai đứa bị làm sao cứ đi như này. Cứ đi mà thích thế lắm. Mà mỗi lần mà em nói ra thì lại bị dỗi, xong rồi vài ngày sau là không cầm tay không gì nữa nên em cũng không dám nói. Chồng em là khoác da như hai anh bạn. Khoác lên như này, khoác à. Hai đứa. Em khoác lên nữa luôn, hai đứa khoác lên nhau vậy đó. Đi mà. Thiệt luôn á. Giống hai bạn nhớ chứ không giống như hai vợ chồng. Cặp đôi này này là em ghen ghét cực kỳ luôn. Bởi vì gần đây nhất là chị làm stylist cho Tú trong MV. Thế là đi quay MV là hai cái cặp đôi này như một đôi chim di ấy, rúc ra rúc rích. Thật ra là với cái việc nắm tay thì kia từ trước đến giờ rồi. Mà thanh niên chờ em đôi lúc kiểu cũng buồn cười. Như là kiểu thì mình đang ngồi chơi nhưng mà kiểu cứ dí 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 hay dí cái người vô người em cứ xong. Kiểu xong một kiểu mình làm gì. Xong có nhiều khi em chọc em đó mà đường kiểu quay qua nhìn giống như là kiểu nhìn tất cả mọi người trên trên cái con đường nó kiểu giả tao kiểu là vậy đó. Thể hiện nó ừ nó ủa mắc cười ừ mà thật ra thì em thấy kiểu nơi cái việc mà thể hiện tình cảm ở ngoài đường á mà ở vợ chồng thì nên có nhưng mà nó cũng phải đúng xem mà mình đang ở đâu như thế nào thôi. Em cảm thấy dù 10 cặp vợ chồng ha khoảng 6-7 cặp á là đã kiểu như giảm bớt cái việc mà kiểu như là không còn thể hiện với nhau nữa còn nhiều còn rồi đúng không? Nên nhưng mà cái lý do là từ đâu mọi người nghĩ là lý do tại sao mà tức là lúc mà yêu nhau thì rất là tình cảm như thế mà sau khi cưới về thì nó lại xảy ra cái việc đấy, mặc dù là mình vẫn yêu nhau nhưng mà cái việc mà thể hiện tình cảm ở chỗ đông người á nó lại giảm bớt. Chắc ngại. Ủa chứ cái hồi mới yêu nhau chắc không ngại, tự nhiên bây giờ lấy nhau về là của nhau rồi lại nghĩ là có con rồi xong rồi thôi giờ đâu phải còn trẻ gì đâu mày đặt mà ôm ấp hun hít giống vậy. Cái việc mà tuổi tác nó chỉ là một cái lý do thôi, em nói thật, vì có những người đến 70-80 tuổi người ta vẫn ôm nhau vẫn yêu nhau bình thường. Một trong số những cái lý do đó là cái việc mà thể hiện tình cảm đấy nó không còn xếp ở cái mục đầu tiên trong cái câu chuyện tình cảm của hai người nữa, tức là con cái này xong rồi công việc này nọ các thứ là nó sẽ xếp ở cái mục trên, xong bắt đầu những cái việc thể hiện tình cảm đó nó sẽ dần đi xuống cái những cái mục ưu tiên ở dưới, thế là bắt đầu mình sẽ quên dần cái việc đấy đi. Đối với nhà em á, bọn em hay có những cái kiểu như là gọi là giao kèo á, anh đi ra đường là anh phải nắm tay em nha, qua đường là anh phải ôm vai em nha, tức là có những cái giao kèo đấy, bởi vì đàn ông họ giống như là cái gì nói ra thì mới làm á. Có những người như thế, không phải ai như Khánh nhá, không phải ai cũng như kiểu Khánh cũng thể hiện tình cảm được. Ừ, tức là kiểu giao kèo với đàn ông á, như là kiểu quên, không phải là kiểu cố ý cái gì mà kiểu lâu lâu cái kiểu cũng quên, cái xong em quay qua nó ủa làm gì nắm tay, cái xong nó kiểu như là bình thường thôi. Do cái công việc hay là cái sao á, hồi trước thì sao mà sau lúc mà cua mình á sao nó đẹp thế, mà sau lúc mà bây giờ mà có mấy mặt con rồi thì nó lại hơi nhạt một chút. Thì nhiều lúc mình biết như vậy thì mình nhắc khéo. Ví dụ mình có thể chủ động trước, bây giờ mình nắm tay để mà cho ảnh nhớ ra là sau này là đi ra đường nhớ là phải nắm tay, phải đi đừng có đi nhanh quá, vì em là phụ nữ bận váy bận đầm thì nó rất là nhẹ nhàng duyên dáng, mà ông nội trời ơi cho đi hai bận quần cho bận cho đi nhanh á, sao thấy thở dài đấy em, cũng là em thở dài vậy. Tự em nhớ là mỗi lần em xuống xem là người tự mở xong rồi bắt ghế, em cũng là người tự bắt ghế. Em bắt ghế cho chồng em ngồi, em mở cửa là mời vấn đề gì mà không liên quan tới nó lại làm quay mặt thanh lạc thôi. Thường là cái nào mà đúng chủ đề chỉ là chỉ ngồi chỉ nói ghê đúng lắm rồi. Mà không có là chỉ là đang hồ tử hồi đó giờ cái gì đó. Chị để ý á, là cứ lúc nào mà chị make up vào xong rồi chị ăn mặc xinh đẹp vào rồi hiểu rồi hiểu là ông là... sẽ bắt đầu rất là kiểu quen như ga lăng hơn. Xong rồi đi taxi nha, xong có một lần gần đây nhất này, mở cửa taxi thì chị mặc váy thì đi event mà, xong rồi ông ra ông mở cửa xe, xong tự nhiên hôm nay mở cửa xe, mọi khi quên rồi đâu có mở, lâu lắm rồi đâu có mở nữa đâu. Có anh trong cuộc đời thì em không bao giờ phải mở một cánh cửa nào hết. Thấy ghê không? Tức là hôm đấy mình có make up nhá. Nhưng ngày hôm sau em ông đi làm về xong rồi chị mặc một cái bộ đồ mà kiểu áo của ông ấy, quần của ông ấy luôn. Thì ở nhà mặc thế cho nó dễ chịu, không đánh son luôn. Bảo em đi xuống lấy cái đồ mà ông mua, cái tức là ông mua một cái món đồ cho chị mặc nặng lắm, xong muốn kiểu muốn vợ xuống đón để xách cái đấy lên. Mình đi xuống cái dắt thẳng xe vô nhà luôn, tức vào thẳng nhà luôn, xong thôi để đấy anh bê lên.
xong đi lên mặt rất quạo cọ luôn. Ủa, kiểu sao là mình xuống chu ra luôn, mình xuống đón xong rồi lại còn thế, xong rồi đi lên trên. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, đi xuống dưới nhà thì mặc cái quần dài vào. Tức là ý như là anh Tùng cũng rất là kiểu để ý đến cái việc ngoại hình của mình ấy, lúc nào mà mình xinh thì mới yêu thương nào. À còn đến cái lúc mà mình xấu thì đấy, cho nên là cái việc mà chị em phụ nữ phải làm đẹp cũng là một cái điều hết sức quan trọng. Việc mà thể hiện tình cảm ở ngoài đường thì nó cũng là một cái sự tự hào của đàn ông á. Nói chung là những cái vấn đề mà thể hiện tình cảm nơi đông người á, thì có một cái chuyện khiến cho em cảm thấy vô cùng bất ngờ về chồng của em là lúc mà đám cưới em á, lên trên sân khấu á, là em đã dặn với chồng em là mình chỉ hôn nhau một cái chụt cho nó giống như là cho nhìn cho nó dễ thương thôi. Lúc đó lên cho nó rồi cũng như chúng dễ hôn nhau, xong rồi em mới vừa chạm môi xong em định nút ra, xong cái nó trời ơi nó giống như con quái vật, nó muốn nuốt em luôn vậy. Ở dưới tao cười quá cho nó chỗ đi đi la trời ơi, em quá ở dưới biết bao nhiêu quan khách họ hàng người quen, trời ơi em cười muốn bể cái bụng trời. Như là chồng đợi giây phút này lâu lắm rồi. Đấy là một, cũng là một cái trong những cái hành động mà hơi bị thể hiện tình cảm quá lố đúng không? Nữa, trời ơi, bực bội dễ sợ luôn à. Còn nhiều người xung quanh. Mình đang chỉ quan tâm đến cái vấn đề giữa hai vợ chồng mà mình quên mất là ở xung quanh có rất là nhiều người nữa. Đã bao giờ mà chị có một cái vấn đề nào đấy? Cái vấn đề của chị thì nó cũng hơi chung chung thôi, là có nghĩa là mỗi lần mà trước đó, chị đi diễn với anh Thái á, cái show nào mà mời hai vợ chồng cùng diễn á, lúc nào chị cũng là diễn trước ảnh hết, chị hát trước, sau đó là giới thiệu ảnh lên hát, mình hát xong rồi á, mà ảnh coi ở dưới mà có mấy anh nào mà nếu mà trai trẻ rồi này nọ đó, thì ảnh cũng nói đây hồi nãy các bạn thấy chịu ấy hát hay không ạ? Đó là bà xã của chị, của Thái đó, là có nghĩa là muốn khoe đó. Khi nào mà ở dưới mà cái mô hình mà nó sẽ là trai trẻ và là người trẻ, và không còn hôm nào mà mấy cái hát cho mà cựu chiến binh hay là mấy mà mấy người mà lớn tuổi thấy chịu ấy biết không hát hay không ạ? Vậy thôi. Mà sau đây là bản năng của đàn ông là phải thể hiện sự chủ quyền đấy đúng không? Tú đã bao giờ mà Khánh thể hiện cái tình cảm mà em cảm thấy là cái điều đấy nó hơi quá với em chưa? Đang chạy xe trên đường thì tới ngay cái đoạn kia, thì cái đó là em nhớ là cái khúc đó là khúc mà nhà thi đấu Phan Đình Phùng á, thì cái lúc cái chỗ đó thì đang sửa, thì nó dựng ở ngoài, thì trong đó có những cái hình của những vận động viên nổi tiếng ở trên đó, thì trong đó có một cái người mà hồi xưa em kiểu như em cũng từng qua lại thôi chứ không phải gọi đến mức là yêu, có cái gì thì mình cũng đã nghe. Thì vô tình thanh niên đang đậu xe, vừa quay qua thấy hình thanh niên ở trên cái đó luôn, các bạn vận động viên trên cái hình đó, kiểu như mặt kiểu bắt đầu kiểu mà tao tháo hết cái này kia. Còn cái việc mà gọi là lố mà để lố ở ngoài đường thì không có. Hoặc là nhiều khi ấy chút là xong em cũng nói ngoài đường là chỗ đông người, nhưng mà nắm tay thì vẫn nắm đi, lúc nào nắm tay hết. Trời, em thích lố gần chết rồi. Có bao giờ các chị thể hiện tình cảm với chồng mình ở nơi đông người chưa? Chị thường hay làm surprise cho anh Thái lắm. Ví dụ như là toàn là chị Vi hết. Đúng rồi, không mèo, chị Vi chắc lãng mạn lắm đúng không? Tuổi của anh thì cũng hơi lớn hơn Vi nhiều. Trước giờ là đâu có biết tình cảm. Ví dụ như là lãng mạn romantic sao không? Mình toàn là mình vẽ ra không à. Sinh nhật của anh thì mình thường hay book những cái khách sạn đẹp, chỗ nào mà thật là đẹp, rồi trang trí, rồi ngoài cái việc đó là trong phòng cũng set up hết rồi, nến hoa đèn lung linh lùng lình gì đó. Những cái chuyện lớn như thế là mình làm bất ngờ, mình cố tình tạo ra. Còn những cái chuyện mà mình vô tình, ví dụ như là mình đi đâu đó ở chỗ đông người như này chẳng hạn, mình chủ động hôn, mình chủ động ôm hay mình chủ động nắm tay á, có trừ khi mà mình gặp mấy cái chỗ mà người yêu cũ này nọ, thì mình phải có mục đích là mới chịu làm đúng không? Thế là đàn ông làm những cái chuyện đó trước chứ. Còn em thể hiện tình cảm với chồng em chắc em nâng khăn sửa túi, chỉnh tóc đồ này nọ, chỉnh tóc xong cơ, trời sao này cái mặt này mọc dữ vậy trời. Rồi là cứ mình có kèm theo câu, có kèm theo một câu nãy giờ mình dằn lại đó, cho đừng nghĩ là mình thương nhiều quá. Sao em cũng biết hay cái nết em vậy. Mỗi lần em nắm tay xong cơ, trời ơi cái tay gì đâu đổ mồ hôi dữ vậy cha. Em là cái kiểu mà phụ nữ mà kiểu bị ngại thể hiện tình cảm á, em không biết sao kỳ cục như chồng em làm với em được chứ em làm mà em thấy ngại. Nhưng mà lâu lâu á em làm những cái vậy thì kiểu chồng em cũng sẽ bất ngờ, người ta cũng vui mà. Tại vì như là ví dụ 10 lần người ta chủ động thì mình có 1-2 lần người ta mình chủ động lại á, thì đúng rồi, cái đó cũng hay mà. Có một lần á em đánh liều em hung má chồng em ở ngay chỗ thang máy đông người vậy nè, xong lát hồ xuống dẫn em đi mua cái túi. Vậy hả? Khoái. Khoái đúng một cái hôm được một cái túi. Thế em phải phát huy cái điều đấy chứ. Thôi ngại chết đi được. Chị cũng là một dạng người ngại thể hiện tình cảm giống như Thanh, tại vì suốt quãng thời gian mà kiểu mình bắt đầu từ tuổi 12-13 tuổi là đã không sống cùng bố mẹ rồi, cho nên mình ngại thể hiện tình cảm lắm, không biết cách thể hiện á. Cái từ hồi quen anh Tùng là bắt đầu tập
cái chuyện đó. Là mỗi lần ví dụ như nhận giận nhau á, mọi khi thì anh Tùng sẽ làm lành trước, nhưng mà nếu như mà cái gì đó mà mình cảm thấy mình sai á, là sẽ ví dụ mà đang ở ngoài đường đúng không, là sẽ quay qua I love you kiểu thế, tức là mình vẫn ngại nhưng mà mình vẫn cố gắng là nói những cái điều như thế, hoặc là mình sẽ thơm một cái, hoặc mình sẽ ôm một cái từ đằng sau, mình nắm tay, mình chủ động á, làm kiểu như khi mà mình làm cái việc đó mình rất ngại nhưng mà mình vẫn phải cố tỏ ra là rất là đang tình cảm nha chị. Chứ hồi trước là chị sẽ không như thế đâu, hồi trước là chị sẽ kiểu hôn cả kiểu thế, bây giờ là sẽ kiểu như là hôn thật tình này, sẽ thơm một cái, xong rồi sẽ âu yếm là em yêu anh rồi các thứ này nọ, để giống như là người ta biết rằng là mình rất là nghiêm túc trong cái việc đấy. Nhưng mà khẳng định lại nha, là việc thể hiện tình cảm là cần thiết. Đúng dù vậy. Cho là yêu nhau hay là đã cưới nhau về đi chăng nữa, vợ chồng chỉ cần cái điều đó là vợ chồng là cần hơn á. Chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề tiếp theo. Vâng, và chủ đề thứ hai này ai ạ? Em đi. Chủ đề thứ hai là có nên hay không có một giống như là mình sẽ có cái tiền quỹ riêng. Hiểu ý Tú rồi, tức là hồi trước mình đã nói đến một vấn đề, đó là quỹ đen của chồng á. Thì của mình phải không? Đúng rồi. Của mình, quỹ đen của mình hả? Mình không gọi là quỹ đen, mình gọi là tiền riêng. Tiền riêng. Đúng rồi, mình gọi là tiền riêng. Tại vì đàn ông toàn là lấy tiền quỹ đen đi làm cái gì đen á, còn mình là tiền riêng. Tôi không biết sao nha, mà sao Vi thường là đàn ông thấy có quỹ đen, phụ nữ thì Vi lại thường cũng coi có quỹ đen đúng không? Em không, em còn không biết quỹ đen là gì luôn. Anh thấy thì thường hay là không thích cái chuyện mà quỹ đen quỹ gì hết á. Tuy là của mình luôn, biết là của mình luôn, không phải là ảnh không thích là ảnh gì, nhưng mà ảnh ấy là nó là vợ chồng thì là phải cần nên bộc bạch rõ ràng về vấn đề tài chính. Chẳng hạn như là ở trong cái thẻ của ổng nó trời ơi cái gì đâu quá trời thẻ luôn, còn đây mình có hai cái thẻ, mà có hai cái thẻ của mình á là mình xài cái gì ấy cái gì là ảnh đều bắn qua cho ảnh biết ten ten hết. Ai chuyển tiền cho mình, ai làm gì mình, mình được có mỗi con heo để mình để tiền tiết kiệm. Thì là trước giờ là Vi đều có một cái sở thích là thích để heo, mỗi lần mà có cái việc gì cái mình đập ra mình ung thư được á, mình có cái số tiền vui và con heo đó là... cũng là một khoản tiền riêng của chị đó, tức là ngoài đó. Cái khoản tiền chung biết của con heo đó mà cho ông biết con heo đó luôn. Ông kia đi làm như thế nào á là về á họ đưa hết cho em đó. Tại vì em là cái người tiêu xài nhiều nhất trong nhà, em hay mua giống như kiểu em cứ nằm em buồn quá em lướt và em lướt là thế là em lại mua đấy. Ổng lại là cái người kiểm soát, thì ổng là cái người bắt em phải mua heo về để tiền, cứ để đi một năm mình đập ra mình sẽ làm được cái này cái kia. Ê, con heo nó hay lắm đó. Nhiều lúc là con heo là tại vì do là mình cứ để ba cái linh tinh mà tích tiểu thành đại đấy. Nhưng ổng là cái người bắt em giao kèo với ổng, là ví dụ đi em đi diễn về tiền show vậy đúng không, thì là ổng sẽ vạch ra luôn là bao nhiêu phần trăm đó là ví dụ rồi cho tiền dùng quần áo của em, tiền stylist, còn bao nhiêu phần trăm em phải bỏ heo còn lại hay là cấp mình phải đem mình phải phòng cái này kia. Xưa ổng đi làm đúng không, tháng ổng đưa em hết, cứ mỗi ngày sáng dậy là ổng kêu em đưa giờ này em đưa cho anh 100 ngàn 200 ngàn. Tội không, có mấy đợt em nói là chợ làm sao mà đủ ăn cơm, thì nói chợ anh cũng có làm gì đâu, nhiều khi cơm thì là em đã đem lên, còn không thì ổng ăn mà em kêu là thôi 200 nhiều khi còn cà phê em uống bạn bè. Tiền của tụi em thì có nhiêu là tụi em biết nhau hết, đâm ra là không có một cái quỹ gì hết. Tức là bất cứ một cái khoản thu nào và khoản chi nào nhà em cũng đúng đều hả? Nói với nhau. Đúng rồi. Bông thì sao? Bông thì là có giữ cho Minh Tùng không? Nhà em thì là anh Tùng không hề quan tâm đến chuyện nhà có bao nhiêu tiền và chi vào cái gì. Tức là nhưng mà em vẫn luôn có một cái khoản riêng nha. Em nghĩ rằng là cái việc mà mọi người đang chia sẻ là bởi vì là mọi người rất là rạch ròi về vấn đề tài chính với nhau, tức là chia sẻ được vấn đề đấy. Nhưng mà có những gia đình giống như nhà em ấy, là hai đứa mà nói chuyện tiền nhau là cãi nhau liền. Tức là anh Tùng là một người rất ghét phải nói đến chuyện tiền, nên là bất cứ một cái việc mà chi tiêu gì đó tùy em cứ làm như nào em làm, cái gì cũng tùy em hết. Lúc nào cũng có một cái câu cửa miệng là tùy em, mặc dù mình có một cái khoản chung là để chi tiêu cho những cái việc trong gia đình các thứ này nọ, nhưng mà vẫn có một khoản riêng nha, để cho những cái việc ví dụ như cái chuyện làm đẹp đi, mặc dù cái đấy là chính đáng, cái chuyện làm đẹp đó nó chỉ hơi quá cái số tiền bình thường, ví dụ đi spa 2-3 triệu nó là bình thường, nhưng ví dụ mình làm muốn đẹp. Làm một cái gì đấy mà cỡ khoảng 20-30 triệu thì sao đấy, và khi mà mình nói với nhau vấn đề đấy là nó sẽ xảy ra một cái vấn đề tranh cãi. Thế cho nên mình sẽ để dành riêng cái tiền đó, để dành riêng cái khoản đó để mình làm một cái việc gì đó của mình. Đúng rồi, ngoài cái việc làm đẹp nha thì còn có một cái mà em nghĩ rằng rất nhiều chị em phụ nữ gặp phải, đó là vấn đề về nhà vợ. Không phải người chồng nào cũng yêu thương nhà vợ nhá, đúng không? Đúng. Thì em thấy rằng phụ nữ luôn luôn có một cái khoản riêng đó để dành cho những cái việc chi tiêu về nhà vợ, ví dụ bố mẹ đau ốm chẳng hạn gì đấy, thì không phải ngửa tay xin tiền chồng rằng là không phải là xin, mà ý như là chồng ơi đưa cho bố mẹ nhiêu đây tiền nhé các thứ này nọ, thì mình sẽ không phải tranh cãi nhau về vấn đề đấy.
mà mình để dành riêng cái khoản đấy ra để mình chi tiêu cho những việc đấy thôi. Thì chị nghĩ là cũng nên có những cái đấy. Đa số là thường những cái đó là dành cho những người mà đã phụ nữ mà phải độc lập về tài chính. Những người phụ nữ vẫn còn phải sống và nhờ về những cái đồng tiền của người chồng mang về thì họ sẽ không có tiếng nói. Đúng. Thì họ sẽ luôn luôn lúc nào cũng thiệt thòi. Họ đã hy sinh cái bản thân của mình cho chồng và cho con. Nhưng ít ai biết được là cái công việc của họ đang làm là chịu nhiều cái thiệt thòi. Có thể tôi đi làm tôi mệt thì tôi nghỉ, nhưng mà khi ở nhà rất là nhiều công việc mình, nhưng mà có ai hiểu được, mà hay là bị những cái lời nói từ phía nhà chồng là ồ cái người này chỉ ăn bám thôi. Không phải ai người ta cũng độc lập tài chính. Đúng, giống dạ, như là đúng mình rồi. Tự đi làm dạ. Mình lúc đúng nào rồi. Chị cũng nói với cả những người mà chị quen biết là em bạn bè em cũng nói phải có khoản riêng đi, mốt hoặc phòng thân hay gì đó. Phòng ai biết trước được chuyện gì xảy ra đâu, biết là em là trụ cột, em kiếm tiền lo cho hai bên gia đình luôn, rồi hai chồng cũng xài chung tiền của em mà chồng không quan tâm em có nhiêu tiền hết trơn. Tiền trong tay là em nắm rồi chi em cũng là người chi. Ủa nhưng mà nếu em là em giữ tiền giống vậy có phải là gọi là tiền riêng không á chị? Ý là em cũng có công khai thu nhập mình cho chồng mình, nhưng mà chồng mình không có công khai là không phải là riêng. Riêng là không được công khai, một mình không biết. Công khai luôn là thì only mình thôi. Nhưng mà việc gì em cũng bày cho chồng em biết là anh ơi cái tiền tháng này là sao, thì là không phải là quỷ đen nữa. Trở lại vấn đề là về thu nhập của phụ nữ, ví dụ như là hai vợ chồng mỗi người làm được 10 triệu đúng không? Yeah. Thế nhưng mà mọi người có nghĩ rằng là phụ nữ thì không mình không nên công khai hết toàn bộ cái số tiền mà mình làm được không? Ví dụ là mình có thể làm hơn cái số tiền đó nhưng mà mình không công khai không? Cũng người có được nên được, được chứ. Nói chung là mình sẽ tự quyết định được, mình sẽ ví dụ có gì đó nhẹ nhẹ. Có gì thôi nhẹ nhẹ thôi. Em là em hay bị sợ cái gì, sợ là chồng phát hiện giống như Ly. Không cái sao, tháng nhẹ đó nhẹ gì nè, là bây giờ em lỡ lố tay em xài, em lố tay em mua cái này mua cái kia em làm gì đó mà lỡ cà thẻ hơi quá, thế xong thì lâu lâu thì ông lại cầm điện thoại em, xong rồi ông lại mở ra ông kiểm tra tiền ở trong tài khoản đó biết ngay mà. Xong mà hôm nay lại còn như đây thì nói à không, mà tại vì ứng cái tiền nó này kia vô cái xong rồi còn hoặc là có những cái trường hợp mà không thể giấu được nữa, xong rồi nói bữa mua lỡ một cái đó này kia thì xong ok, nhưng mà không sao thì vài bữa người ta cũng trả tiền lại thì chuyển kia lại đó. Ổng là người bắt em đi mua con heo về bắt để làm ngày bao nhiêu tiền. Mình phải nghĩ là cái hướng xa hơn, lỡ ví dụ đi em nói chứ mình có con dù em có mẹ dù, có lỡ ví dụ sao? Con cái dù hay là có chuyện gì thì mình phải có một cái khoản. Em phải có để sẵn một cái khoản là mà mình trong cái tình huống đó mình phải xử lý ngay. Chị đã từng bị anh Tùng phát hiện ra là là có quỷ. Đúng rồi, không phải là có quỹ. Thực ra em cũng chỉ có hai cái tài khoản thôi. Và hai cái tài khoản đấy thì em chẳng phân chia ra là nó dùng để làm gì. Tức là mình cứ để tiền ở đấy thôi. Nhưng mà em luôn luôn nói với anh Tùng, em ví dụ nha, ví dụ nhà mà có 100 triệu đúng không, em không bao giờ nói là nhà mình còn 100 triệu. Em sẽ luôn luôn nói là mình chỉ còn 50 triệu thôi chồng. Chồng muốn mua cái gì thì hạn chế bớt lại. Tức là lúc nào mình cũng sẽ để dư ra một cái khoản để mình có thể xử lý nó trong những cái vụ việc mà mình không kiểm soát được á. Vì anh Tùng là có tiền trong người là bị khó chịu á, là phải xài bằng hết luôn. Thật sự là phụ nữ luôn luôn nên phải có một cái khoản đen. Mình dùng từ tiền riêng đi chị. Mình không có quỹ đen. Không sao, phụ nữ mình có quỹ đen nó nghe nhẹ nhàng hơn. Đàn ông có quỹ đen nó kỳ cấp. Tại sao nhỉ? Khi mà phụ nữ làm người tại sao mà phụ nữ nó cũng là quỹ đen mà tại sao nó nhạy cảm hơn? Phụ nữ có tiền riêng, đàn ông có quỹ đen là không được. Còn phụ nữ là người ta là có chính đáng hết. Tại vì những việc gì mà của anh cần là em đều có thể giúp. Còn nếu đàn ông thì cũng hên xui. Thế chứng tỏ em thấy rằng là hầu hết nha, cũng không phải 100%, nhưng mà hầu hết phụ nữ mà có một cái khoản tiền riêng thì hầu như ai cũng để cũng dành cái việc đó để cho những cái việc cần thiết. Ví dụ như là gặp một cái chuyện gì đó, chứ không phải là để là cho mua sắm những cái cho bản thân. Vậy mình vẫn nên có một khoản tiền đúng, riêng đúng, để mình chốt lại khẩn cấp. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuyển đến phần tips. Hôm nay tips mình sẽ có một cái tips về làm đẹp nhờ. Hôm nay Thanh hơi thiếu thiếu cái gì đó ta? Bông tai. Đó, bởi vậy mặc một cái bộ đồ đẹp như thế này. Ủa chị cũng thiếu hả? Thiếu. Tại em là một đứa bị nghiện bông tai. Đúng rồi. Năm ra đây là kiểu như là thầm kín đồ trang sức. Vậy bị nghiện bông tai có nghĩa là không cần biết cứ đi ra đường là phải có đôi bông tai, không cần biết là đi đâu. Cái này là tóc nối như mọi người đã biết. Em tóc tém.
tém thì đã nhìn như là một thằng đàn ông rồi, nên là phải có cái bông tai vừa để làm nữ tính là giảm đi cái phần đó. Trong thời trang á, mọi người hay ví von là khi mà mặc một bộ quần áo đẹp mà không đeo trang sức á, nó giống như kiểu là mình ăn phở mà không có hành ấy, như là cái cửa mang phó ông hành. Ừ thì đúng rồi đó, em có mang trang sức đâu nè, em thấy chuyện đó bình thường mà đúng không? Kỳ cục dễ sơ luôn như thế. Đeo giờ làm sao thấy em khác ngay. Đúng rồi đó. Nói chung tất cả các loại trang sức á thì nó đều có một cái nhiệm vụ, đó là làm nổi bật lên cái người mang nó. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một số nha, có hai phần chính, đó là mix các loại bông tai cùng với các trang phục khác nhau, với lại một cái tip đó là sử dụng bông tai hình dáng như thế nào để phù hợp với cái gương mặt của mình. Thì cái đầu tiên đó là cái mà rất nhiều phụ nữ không lưu ý, không để ý bao giờ. Yeah. Đó là các loại trang sức nó phải phù hợp với làn da của mình. Mọi người hầu như không quan tâm đến điều đấy đúng không? Làn da. Đúng rồi. Chị Vi da trắng rất là hồng. Còn em là da trắng vàng, đúng không? Yeah. Thì da nó cũng chia ra làm hai loại, đó là tông nóng và tông lạnh. Yeah. Vi là tông nóng bởi vì là da chị có cái sắc hồng á, thì nó là tông nóng. Như Thanh là tông lạnh. Mọi người muốn biết cái da mình tông nóng hay tông lạnh thì mọi người có thể nhìn vào cái gân tay á. Thì là nếu như mà nó là màu tím, màu tím, màu hồng thì nó là cái làn da của mình là thuộc tông nóng. Bởi vì có những cái sắc tố như là đen, trắng mình nhìn rõ ràng được. Nhưng mà tông nóng, tông lạnh thì hơi khó nhìn. Tông lạnh thì là cái gân tay của mình màu xanh lá hoặc là màu xanh dương thì nó là tông lạnh. Này lại là xanh dương. Tại sao mà nói đến làn da? Bởi vì là cái đó nó rất là quan trọng khi mà mình sử dụng bông tai. Bởi vì là nếu như mà tông lạnh á, mình thường sẽ hay đeo bông tai vàng hơn, cái có cái màu ánh kim vàng hoặc là những cái bông tai mà có màu sắc sặc sỡ một chút, để nó sẽ làm cho cái da của mình ấm lên. Như kiểu Thanh á, là em nên sử dụng những cái mà nó có tông vàng như này thì nó sẽ làm da của em ấm hơn là em dùng những cái bông tai mà nó có cái màu sắc mà bạc như thế này. Cái bông tai nó là cái mà gần với gương mặt mình nhất, cho nên khi mà mình sử dụng bông tai nó sẽ làm sáng cái gương mặt mình ra, hoặc nó sẽ làm tối luôn cái gương mặt mình đi. Đó là lý do vì sao mà chị hay dùng bông tai màu vàng á, bởi vì là khi mà mình Tú cũng dùng kìa, bởi vì da bông là dạng hơi tái, tức là không trắng nhưng mà lại ngăm ngăm nhưng mà lại hơi tái, cho nên là mình dùng màu vàng thì nó sẽ làm da mình ấm lên và sáng hơn. Thì bên cạnh đấy, ngoài cái việc là làn da thì chúng ta còn có thể quan tâm đến hình dáng một chút, ví dụ như những người mà có cái gương mặt mà hơi có góc cạnh một chút á và hơi vuông mặt chữ điền chẳng hạn, thì mình nên sử dụng những cái loại bông tai mà nó có hình dáng mảnh mai một chút, ví dụ như là cái loại này, nó hơi mảnh và nó có một cái độ góc cạnh thuôn về phía bên dưới như là hình giọt nước á, mọi người có thể thấy, hoặc là hình tròn như thế này. Mình có thể đeo vòng lớn hơn tùy thuộc vào cái độ lớn của gương mặt nha, thì nó sẽ làm cho cái gương mặt mình nó trông có vẻ là mềm mại hơn. Và bên cạnh đấy thì cái tóc nó cũng là một cái rất là quan trọng khi mà mình sử dụng bông tai nữa, nên là ngoài cái việc đeo bông tai thì còn phải lưu ý đến cái độ sóng của tóc. Chỉ đeo bông tai phù hợp với lại trang phục. Nói về trang phục bông tai, bởi vì nó có 1879 loại. Nó có một tỷ loại, cho nên là khi mà mình phối với cả trang phục á, nó lại chia ra những loại như là như thế này. Mọi người có thể thấy hai cái này hoàn toàn khác nhau đấy. Một loại rất là sang trọng bởi vì nó có cái độ lấp lánh phù hợp hơn với những cái loại trang phục như chị Vi đang mang, tức là hơi lịch sự một chút và có thể đi dùng đi tiệc được bởi vì nó có đá. Thì khi mà mình đi tiệc á, mình chỉ nên dùng những cái đôi bông tai nhỏ thôi nhưng mà nó lấp lánh, để nó sẽ làm nổi lên cái gương mặt của mình và trang phục của mình. Mình không có nhấn mạnh vào cái đôi bông tai quá bởi vì nó sẽ làm choáng hết cả gương mặt và cũng như là cái thần thái của mình luôn. Nên sử dụng bông tai nó cũng là một điều rất là quan trọng. Bên cạnh đấy thì mọi người có thể thấy đây là một cái đôi bông tai rất là bohemian đúng không? Boho. Đó. Yeah. Nếu như mà một người mà đeo bông tai như này mà mặc vào cái bộ vest kia của Tú thì trông rất là kỳ. Sống ma. Bởi vì... đấy lắm ạ. Cái gì? Em nói gì? Sống ma. Trang phục nó hơi đường phố, nó hơi bụi bặm. Theo phong cách boho một chút thì mình sẽ sử dụng những cái loại bông tai như thế này. Quần bò mà có các thứ màu sắc. Có những cái loại bông tai mà nó có màu sắc nhưng mà nó lại mang tính rất là kiểu minimal. Tức là cái kiểu nó rất là đơn giản thì nó lại phù hợp với những cái trang phục mà nó đơn sắc. Ví dụ như là mặc màu trắng hoặc màu đen, hoặc là một trong số những cái màu ở trong cái đôi bông tai này thì nó sẽ phù hợp. Thực ra mình nếu đã mặc nhiều màu quá rồi á, mình chỉ nên dùng những cái đôi bông tai nó đơn sắc như thế này thôi, hoặc là có ngọc trai như này, chứ mình không nên dùng những cái đôi bông tai mà cũng nhiều màu nữa.
Tức là mình luôn luôn nhấn mạnh vào một điểm. Bộ đồ mà đã nhiều màu thì mình sẽ nhấn mạnh vào đôi bông tai mà nó có cái độ sáng và nó minimal như thế này. Một bộ đồ mà nó đã quá đơn sắc và nó quá đơn giản rồi á, thì mình lại nhấn mạnh vào những cái đôi bông tai mà nó hơi to bản một chút. Tức là luôn luôn có một cái tip là nếu như các bạn đã mặc đồ đơn giản rồi thì hãy nhấn mạnh vào phụ kiện bông tai màu sắc một chút, tươi sáng một chút. Còn nếu như mà đã mặc những bộ trang phục đã rất là phức tạp và cầu kỳ rồi thì mình lại sử dụng những đôi bông tai rất là nhỏ thôi và nó có độ sáng nhất định để nó làm nổi bật lên cả thần thái của mình nữa. Hy vọng là với tip này thì mọi người sẽ có nhiều lựa chọn hơn và sẽ có thêm kiến thức về thời trang. Hôm nay là và Thanh với là chị Vân thiếu này. Đúng rồi. Đúng rồi đó, chị, em thấy cũng thiếu. Nãy giờ có hói vô đó là thấy có cái hộp rồi đó. Ê. Dễ thương quá à. Chẳng em muốn em ủa. Cái gì cơ? Vì là em định lấy cái đôi tròn tròn dài. Đâu đưa đi qua để thử cho chị đi. Thử tài. Alice thôi. Khác hẳn mà. Thiệt luôn á. Mà em sáng hơn lên liền luôn á. Anh biết vậy em mượn từ đầu chương trình rồi thiệt tình. Tại vì đó có chương trình mới được có sáng. Đấy. Đây thử xem có bông tai thì nó sẽ như thế nào đây nè. Khác liền. Khác sáng như có điện luôn, vẫn như ai rọi đèn ở trên. Thì đó không? Trời ơi. Sáng liền. Em cũng đẹp lắm. Mẹ em đi đánh ghen rồi em linh động. Đeo cái đôi bông tai và nhìn thấy nhiều tiền liền. Tự nhiên cái nó sang hẳn luôn á chị. Em đó. Nó mất đi cái nét bần hèn trong em luôn á. Vì thực sự ra là một cái bộ quần áo nhưng mà mình phối nhiều phụ kiện khác nhau nó cũng sẽ thành rất là nhiều kiểu khác nhau. Cho nên mình để đỡ tốn tiền mua quần áo thì mình hãy mua phụ kiện. Đúng rồi, đó một phụ kiện nó đỡ. Dạ vâng, và chương trình Siêu Mom Siêu Tám của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi.